Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì ở video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người đó là sử dụng các cây cầu nối để Bright tài sản hoặc là Bright ETH từ chuỗi EVM sang mạng lưới Starknet nha các bạn. Thì đây là về Sun Retracted của mạng lưới Starknet thôi. Thì về Sun Retracted thì video trước đó thì mình cũng đã hướng dẫn mọi người về việc Sun Retracted rồi. Cũng đã hướng dẫn mọi người là sử dụng hai cây cầu nối là cây cầu chính với lại là cây cầu orbiter. Thì tuy nhiên thì hiện tại thì mình thấy nhiều anh em đó là phản hồi đó là cây cầu orbiter. Cây cầu orbiter này này thì nó Bright sang mạng lưới Starknet thì nó không hỗ trợ, nó bị tạm ngưng. Cho nên thì hôm nay thì mình sẽ có một cái cây cầu nối khác. Thì đó là cây cầu là Layer Swap. Thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là từng cây cầu luôn. Thì các bạn có thể là sử dụng những cây cầu này để các bạn đó là Bright tài sản nha. Các bạn thấy những cái cây cầu nào mà rẻ hoặc là nhanh thì các bạn có thể là sử dụng. Thì hôm nay thì đối với thì việc về việc săn retracted của mạng lưới Starknet cũng tương tự như các dự án khác thôi các bạn. Thì khi mà anh em tham gia săn retracted của các mạng lưới nào á thì chúng ta cần phải là sử dụng ít nhất một lần cây cầu nối chính của họ nha. Thì đối với cây cầu nối chính, cây cầu Bright chính của họ ấy, thì chúng ta cần phải sử dụng ít nhất là một lần nha các bạn. Đấy. Còn về những lần sau anh em mà muốn Bright tài sản thì có thể là sử dụng những cây cầu nối khác để anh em Bright. Đấy. Thì đối với cây cầu chính thì hiện tại thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người đó là hai cây cầu, ba cây cầu nha. Từ một là cây cầu chính này và ba cây cầu còn lại đó là ba cây cầu phụ. Đợi mình tí nha. Để mình xem thử Omni BTC này nó hình như là nó đã hỗ trợ mạng lưới Starknet rồi các bạn. À, nó cũng đã hỗ trợ mạng lưới Starknet rồi. Cái dự án Omni BTC này cũng đã hỗ trợ rồi. Ok. Ok, thì đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn mọi người đó là sử dụng cây cầu chính. Thì cây cầu chính thì trước đó mình cũng đã hướng dẫn rồi. Ở đây mình sẽ nhắc lại thôi nha. Cây cầu chính thì đối với cây cầu chính, chúng ta khi mà chúng ta săn retracted thì chúng ta nên sử dụng cái cây cầu chính của họ ít nhất một lần nha các bạn. Có nghĩa là deposit vào cái mạng lưới Starknet á. Đối với thì ví dụ mình Starknet đi thì các bạn có thể là sử dụng cây cầu chính của các bạn của họ để các bạn là deposit tài sản, chẳng hạn như là ETH từ mạng lưới Ethereum sang mạng lưới Starknet ít nhất một lần nha. Đấy, thì đối với cây cầu chính thì đó là stargate.starknet.io này, mainnet nha các bạn, ở bên mainnet đấy. Thì đối với cây cầu này thì trên ví MetaMask của các bạn cần phải chuyển đổi sang mạng lưới Ethereum mainnet, mạng lưới ETH á. Thì các bạn cần phải có ETH để các bạn cần phải Bright rồi nha. Từ về ETH thì các bạn có thể là lên các sàn giao dịch các bạn mua ETH rồi các bạn rút về cái ví MetaMask của các bạn ở trên mạng lưới đó là mạng lưới chính thức của Ethereum nha, mạng lưới mainnet Ethereum đó, mạng lưới ETH. Thì sau khi các bạn đã có ETH rồi thì các bạn có thể là sử dụng cây cầu chính này nha, cây cầu chính của họ. Rồi các bạn connect ví thôi. Về việc thì đầu tiên thì các bạn cần phải connect hai ví nha, đó là ví MetaMask với lại là cái ví Arginate. Thì cái ví Arginate là nó hỗ trợ bên mạng lưới Starknet. Cho nên thì các bạn cần phải hỗ trợ là sử dụng hai quý để các bạn là Bright. Đấy. Đấy các bạn connect đầu tiên thì các bạn connect vào lại cái ví MetaMask của các bạn này. Sau khi các bạn connect xong thì các bạn tiếp tục là connect vào lại cái quý là mạng lưới Starknet thì các bạn nhấn vào Starknet Wallet. Rồi cái quý Arginate của các bạn nó sẽ tự động mở ra và nếu yêu cầu các bạn là connect thì các bạn chỉ cần là connect thôi. Đấy. Thì sau khi các bạn connect hai quý xong thì phía góc trên bên tay phải của các bạn sẽ thấy được là hai quý của các bạn đã connect nè nha. Đấy. Quý MetaMask với lại là quý Arginate của các bạn đã connect thành công rồi nè. Thì sau đó về việc Bright thì nó chỉ có hai mục thôi, đó là deposit với lại là withdraw. Deposit có nghĩa là các bạn deposit ETH từ chuỗi EVM từ mạng lưới Ethereum sang mạng lưới Starknet nha, sang mạng lưới Starknet. Đấy, còn withdraw có nghĩa là các bạn withdraw ETH từ mạng lưới Starknet về lại mạng lưới Ethereum thôi. Đấy. Ok thì để deposit thì các bạn chỉ cần là các bạn Ethereum này nhé, Ethereum
Thì các bạn đi Bosit ETH, các bạn chọn là ETH thôi. Rồi các bạn muốn đi Bosit bao nhiêu thì các bạn điền lại số lượng bao nhiêu thôi. Đấy. Ví dụ các bạn điền là 0,01 đây. Đấy. Thì sau khi các bạn điền lại số lượng xong á thì các bạn có thể là nhấn nút vào transfer. Thì sau đó cái ví MetaMask của các bạn nó sẽ tự động mở ra và nó yêu cầu các bạn là xác thực giao dịch nha, xác thực giao dịch. Thì các bạn chỉ cần là xác thực giao dịch ở trên ví thôi. Thì hiện tại thì nhiều chúng ta sẽ thấy được một cái lỗi này, sẽ thấy là được cái lỗi gắt trước khi mà các bạn xác nhận giao dịch. Các bạn lưu ý này nha, khi mà các bạn xác nhận, khi mà các bạn swap hoặc là buy một cái tài sản nào đó và trước khi các bạn xác thực giao dịch ở trên ví MetaMask, các bạn cần phải kiểm tra cái lượng phí gas nha. Nhiều khi nó sẽ bị lỗi gas cho nên là dẫn tới việc là anh em sẽ mất số tiền gas nha các bạn nha. Đây. Thì về việc này hình như là cái cầu, đối với cái cầu này thì hiện tại nó đang bị lỗi gas. Cho nên thì hiện tại thì nó đang bị lỗi gas nha các bạn. Đợi mình tí nha. Hiện tại thì ở trên mạng lưới Ethereum nó đang bị lỗi phí gas rồi các bạn nha. Các bạn nhớ kiểm tra cái số lượng phí gas của các bạn trước nha. Thì các bạn bạn nào muốn buy thì các bạn có thể là đợi thôi, đợi trên mạng lưới Ethereum nó khắc phục thôi. Còn không thì các bạn có thể là nếu mà gặp lỗi hồi thì các bạn có thể là vào quản lý tiện ích nha. Trên quản lý tiện ích của Chrome á, các bạn nhấn nút cập nhật này này, các bạn cập nhật cái tất cả các ví lên phiên bản mới nhất giúp mình nha. Thì nếu mà sau khi các bạn cập nhật xong á thì các bạn có thể là thử lại nha. Các bạn thử lại thử xem là cái phí gas nó có ổn định lại không. Cái phí gas hiện tại đang bị lỗi rồi các bạn nha. Phí gas lần mà một gần 2 ETH này, 1 ETH này đấy. Đó thì các bạn cứ buy thôi, khi nào mà cái mạng nó ổn định đó, khi nào cái phí gas nó ổn định nó hết bị lỗi thì anh em có thể là sử dụng buy nha. Thì sau khi anh em xác nhận buy xong á thì các bạn đợi trên mạng lưới Ethereum nó xác nhận giao dịch. Thì sau khi nó xác nhận giao dịch xong á thì ETH bên mạng lưới Ethereum nó sẽ tự động chuyển qua cái mạng lưới Starknet cho các bạn thôi. Thì sau khi nó chuyển xong thì cái quá trình này cũng khá là lâu nha. Cũng cũng khá là lâu, khoảng là nửa tiếng hoặc là 15 phút gì đó. Thì sau khi nó xác nhận xong thì các bạn có thể là mở cái ví Ergonix của các bạn ra. Các bạn sẽ thấy được là ETH nó sẽ qua đây thôi cho các bạn nha. Ethereum nó sẽ qua bên cái mạng lưới Starknet trên ví là Ergonix cho các bạn thôi. Các bạn có thể là kiểm tra. Đấy. Các bạn có thể kiểm tra hoặc là các bạn có thể là kiểm tra bên mạng lưới bên cái trên ví Ergonix, các bạn chọn qua chỗ phần lịch sử này nhá. Các bạn sẽ thấy được là cái phần lịch sử mà các bạn đã đi bộ xích vào nó sẽ hiện như thế này nè nhá, recent này, cái chữ recent này. Đấy. Các bạn kiểm tra mạng lưới thì để kiểm tra trên mạng lưới các bạn nhấn vào cái giao dịch đó rồi các bạn kéo xuống rồi nhấn vào chỗ transition ID này này. Các bạn sẽ kiểm tra ở trên cái star scan của mạng lưới Starknet thôi. Cái quá trình này nó khá là lâu, khi mà các bạn bật ra nó sẽ xảy ra là 5 quá trình nha. Đấy. Đó thì đó là cây cầu chính nha các bạn, đó là cây cầu chính. Còn về withdraw thì về withdraw hình như là phải chờ đâu đó khoảng là vài ngày các bạn nha. Về withdraw thì có nghĩa là withdraw ETH từ mạng lưới Starknet á, về lại mạng lưới Ethereum á, thì sau khi các bạn withdraw xong thì các bạn đâu đó các bạn cần phải chờ vài ngày nha. Thì đối với việc withdraw thì các bạn có thể là sử dụng những cây cầu nối bên nền tảng thứ ba nha. Đấy, chẳng hạn như là OmniBTC hoặc là các cây cầu khác. Ok, thì đây là cây cầu chính. Thì cây cầu thứ hai thì mình sẽ thứ hai đó là cây cầu Orbiter. Thì như là Orbiter thì hiện tại đó là thì đối với Orbiter thì cũng tương tự thôi. Thì Orbiter nó hiện tại nó hỗ trợ khá là nhiều mạng lưới bên Layer 2. Thì các bạn có thể là sử dụng khi nào mà nó hết lỗi á, thì các bạn có thể là sử dụng những mạng lưới Layer 2 như là Arbitrum này nè nha. Mạng lưới Layer 2 Arbitrum hoặc là Yggdrasil hoặc là Polygon hoặc là mạng lưới BNB Chain để các bạn là Brite sang mạng lưới Starknet nha. Thì để Brite thì
Về phần from này này thì các bạn muốn deposit từ mạng lưới nào, layer 2 nào thì các bạn chọn lại cái mạng lưới đó. Ví dụ là Arbitrum thì các bạn có thể là chọn Arbitrum. Còn ở dưới thì các bạn chuyển sang Starknet thì các bạn chọn là Starknet thôi. Sau đó thì nó sẽ tự động yêu cầu các bạn là connect cái quý Arginx trên mạng lưới Starknet với cái giao thức cái cây cầu này, thì các bạn chỉ cần là connect thôi. Đấy. Thì sau đó thì đối với cây cầu Orbiter này thì tối thiểu các bạn deposit đó là 0,005 nha. Mỗi lần các bạn tối thiểu của nó mỗi lần chuyển á là 0,005 ETH. Đấy. Thì phí giao dịch của nó đâu đó khoảng là 2 đô thôi các bạn nha. Từ mạng lưới Arbitrum thì phí đâu đó khoảng là 2 2 đô thôi. Các bạn được chỗ cái phần gas phí sale này, nó hiện như thế này này, có nghĩa là những bên những cái cây cầu nối khác thì được các bạn để xem là cái gas chuẩn á, các bạn chỉ cần nhấn vào cái dấu chấm hỏi ở trên cây cầu Orbiter này, các bạn chỉ cần nhấn dấu chấm hỏi thôi. Và các bạn sẽ thấy được cái phần chỗ total dưới cùng đó nha. Các bạn phần total dưới cùng á, các bạn sẽ thấy là 2,16 đô ấy nha. 2,16 đô đấy. Là cái phí gas mà các bạn cần trả đấy nha. Cũng tương tự thôi. Các bạn muốn chuyển từ mạng lưới Starknet về lại mạng lưới layer 2 khác thì các bạn chuyển mạng lưới Starknet lên trên thôi. Đấy. Phí 1,47 đô thôi các bạn nha. Đấy, chẳng hạn như là các bạn muốn chuyển Starknet về lại mạng lưới Optimism hoặc là BNB Chain hoặc là Yggdrasil gì đó thì các bạn có thể là chọn thôi. Các bạn confirm thôi là xong. Rồi các bạn đợi thôi nha. Ok, thì đó là cái cầu Orbiter. Tiếp theo đó là cái cầu là OmniBTC. Thì đối với cái cầu OmniBTC này mình cũng đã nói nhiều với các bạn rồi. Mình cũng đã trước đây mình cũng đã hướng dẫn mọi người Brave khá là nhiều rồi. Thì đối với cái cầu OmniBTC này nó cũng tương tự như là cái cầu Orbiter rồi thôi. Nó cũng hỗ trợ khá là nhiều mạng lưới layer 2 nha. Với lại là hỗ trợ cả Aptos và lại Sui này. Thì đối với OmniBTC cũng tương tự thôi. Các bạn connect ví MetaMask của các bạn này. Đấy. Rồi sau đó thì ở phần Starknet này thì các bạn connect với lại cái ví Arginx của các bạn. Đó, bên mạng lưới Starknet. Đó. Thì sau khi các bạn connect hai quý xong thì bây giờ các bạn muốn chuyển đổi từ mạng lưới nào sang mạng lưới Starknet thì các bạn chọn thôi. Ví dụ các bạn có thể là chọn BNB Chain này. Sau đó thì bên đây thì các bạn muốn gửi tài sản từ mạng lưới BNB Chain sang mạng lưới Starknet thì ở phần from này thì các bạn chọn cho mình đó là BNB Chain. Còn ở bên tu này, tu nghĩa là đến, đến thì các bạn chọn cho mình đó là Starknet. Rồi hiện tại thì BNB Chain nó chưa hỗ trợ mạng lưới Starknet nha các bạn. Để mình xem chữ Avalanche nó đã hỗ trợ chưa nha. Như hiện tại nó chỉ hỗ trợ Ethereum thôi các bạn. Đợi mình tí. À, hiện tại nó hỗ trợ mạng lưới là Optimism nhá. Hiện tại là bên Starknet á, để chuyển tài sản ETH sang Starknet ở trên cầu trên Bright của dự án là OmniBTC này thì hiện tại để chuyển đổi thì nó chỉ hỗ trợ là mà ETH trên layer 2 thì phí cũng khá là rẻ thôi, là Optimism nha. Mới có Starknet. Để mình xem Zcash thử có không nha. À, Zcash cũng có này các bạn nha. Nó cũng hỗ trợ Zcash. Đấy. Bên Arbitrum nó cũng hỗ trợ luôn các bạn nha. Mạng lưới Optimism với lại là Arbitrum thì nó hỗ trợ nha. Hiện tại chỉ có hai cái cây cầu nối này, chỉ có hai mạng lưới thôi, nó hỗ trợ bên chuyển qua Starknet đó là Arbitrum với lại là Optimism nha. Còn các mạng lưới khác nó chưa hỗ trợ chuyển qua mạng Starknet đâu. Thì đối với ở đây mình sẽ lấy ví dụ đây. Ví dụ mà các bạn muốn chuyển ETH từ mạng lưới Arbitrum sang Starknet thì các bạn ở bên đây thì các bạn chọn cho mình đó là Arbitrum. Còn bên tu này thì các bạn chọn cho mình đó là Starknet. Thì ở đây thì các bạn có thể là điền lại số lượng ETH nha. Các bạn điền ETH này, các bạn chọn ETH giống mình. Đấy, sau đó các bạn điền lại số lượng ETH. Các bạn ấy thôi. Muốn chuyển thôi.
thì sau đó nó sẽ xuất hiện ra cái bull cho các bạn, nó sẽ xuất hiện ra cái bull cho các bạn nha. Cái bull này này đấy, thì các bạn có thể là xem bull này là số lượng bao nhiêu này, và phí là bao nhiêu này nha, và phí là bao nhiêu, phí gas này, và thời gian này, thời gian ETH nó đến mạng lưới Starnet cho các bạn là bao nhiêu này, nó sẽ hiển thị đây cho các bạn luôn nha. Đấy, và các bạn lưu ý luôn là khi mà các bạn chuyển ETH á, thì các bạn nhớ kiểm tra nha, kiểm tra cái bull đó là nó có đúng hay không. Ví dụ các bạn là chuyển đổi 0,001 ETH đi, thì các bạn kiểm tra cái bull này này, nó có xuất hiện đó là nó có hiển thị đó là đúng là 0,001 ETH hay không. Nếu đúng thì các bạn có thể là sử dụng cái cầu đó, và các bạn chọn những cái bull đó là phí rỉ này với lại là thời gian nhanh này đấy nhá. Thời gian càng ngắn thì nó sẽ chuyển càng nhanh nha các bạn. Đấy, ở đây thì ví dụ các bạn price 0,1 đây, các bạn số lượng càng cao thì các bạn có thể là nó sẽ có nhiều cây cầu hơn nha. 0,1 đi. À, hiện tại thì chỉ có cây cầu là Chainlist thôi các bạn nha. Chainlist nó hỗ trợ thôi. Thì phí khoảng là 4 đô nha, phí khi mà các bạn chuyển là 4 đô. Và thời gian ETH nó tới mạng lưới Starnet đâu đó khoảng là 30 phút nha. Đấy. Thì để chuyển thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút swap thôi, rồi xác thực giao dịch ở trên ví MetaMask của các bạn thôi nha, là xong. Còn các bạn muốn chuyển đổi về lại thì các bạn có thể là ấy thôi nha. Hình như nó chỉ hiện tại nó chỉ cho deposit thôi, chứ nó không cho là hiện tại nó chỉ cho deposit thôi chứ không cho rút về lại các mạng khác các bạn ạ. Ok, hiện tại cây cầu này cũng khá là khiêm tốn nha, các bạn có thể là sử dụng cây cầu Orbiter để các bạn có thể là chuyển đổi nha. Đấy, và cuối cùng thì cây cầu cuối cùng đó là mà cũng khá là dễ đối với cây cầu cuối cùng. Thì đối với cây cầu cuối cùng đó là cây cầu là Layer Swap nha, cây cầu Layer Swap. Thì đối với cây cầu Layer Swap này nó khác với lại cây cầu, các cây cầu như là Orbiter hoặc là OmniBTC nha, hoặc là Stargate này. Thì đối với cây cầu Layer Swap này là một cây cầu nó sẽ cho phép các bạn đó là price, có nghĩa là chuyển ETH từ sàn giao dịch luôn nha, từ sàn giao dịch luôn hoặc là từ cái ví MetaMask của các bạn. Đấy. Thì hiện tại thì nó hỗ trợ các sàn giao dịch như sau, đó là Coinbase này, và sàn KuCoin này, hoặc sàn Kraken, hoặc là sàn Binance nha. Đấy, hoặc là sàn MSC, hoặc là sàn Gate, hoặc sàn Bitget nha. Đó hỗ trợ luôn. Ok, thì để sử dụng thì cây cầu Layer Swap này thì mình thấy phí của nó cũng khá là rẻ thôi nha. Thì các bạn có thể là sử dụng cây cầu Layer Swap này thì ngoài ra thì khi mà các bạn sử dụng á thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được airdrop nhé, nhận được airdrop đến từ cây cầu này hoặc là cây cầu Orbiter thì họ cũng chưa ra mắt token. Đối với lại là cây cầu OmniBTC thì họ cũng chưa ra mắt token. Cây cầu Layer Swap này thì cũng chưa ra mắt token. Thì khi mà các bạn sử dụng những cây cầu này, các bạn có thể là có cơ hội nhận được airdrop sau này luôn nhé. Thì đối với để sử dụng cây cầu Layer Swap này thì các bạn connect với lại cái ví của các bạn nha. Các bạn vào là layerswap.io này, rồi các bạn là sử dụng connect ví này, các bạn nhấn vào cái logo hình ví này, sau đó các bạn connect vào lại cái ví MetaMask của các bạn này. Đấy, thì sau khi các bạn connect xong, thì các bạn có thể là thì để cái ví dụ này, nếu mà các bạn chuyển đổi từ chuỗi EVM trực tiếp ở trên ví cá nhân của các bạn ấy, trên ví cá nhân nha, trên ví cá nhân nghĩa là ví MetaMask á, có nghĩa là các bạn buy từ tài sản từ ví MetaMask của các bạn sang mạng lưới Starnet thì các bạn không cần điền email đâu nha, các bạn không cần đăng ký email. Và khi mà các bạn sử dụng sàn giao dịch để các bạn rút về nha, thì hiện tại thì tất cả các sàn giao dịch hiện tại chưa có sàn giao dịch nào nó hỗ trợ rút ETH về mạng lưới Starnet nha. Vì thế thì các bạn có thể là sử dụng cây cầu Layer Swap này, các bạn rút ETH từ các sàn giao dịch về thì cây cầu Layer Swap này nó làm trung gian ở giữa. Thì khi mà các bạn rút từ sàn giao dịch qua cái địa chỉ ví của Layer Swap này thì Layer Swap này nó sẽ tự động trả cái ETH đó về lại cái ví Starnet cho các bạn. Đấy, thì nó làm trung gian thôi các bạn.
Thì ở đây thì mình sẽ lấy ví dụ thì khi mà thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn anh em đăng ký email luôn. Ok, thì sau khi mọi người connect vào lại cái ví MetaMask của mọi người xong á, thì mọi người kéo xuống bên dưới nó sẽ có nút đó là sign in with email này nè. Các bạn nhấn vào cái dấu mũi tên nha, các bạn nhấn vào cái dấu mũi tên này nè. Sau đó các bạn điền lại email của các bạn này. Đấy. Sau đó các bạn nhấn nút continue. Các bạn lưu ý thì ok thì nhấn continue này. Thì sau đó các bạn vào email để các bạn copy lại cái đoạn code để xác nhận nha, để query email của các bạn ấy. Đây là swag.io nha. Các bạn copy lại cái đoạn bên trong email đó, các bạn vào đây thôi. Đấy, sau đó các bạn nhấn nút là confirm. Đó, như vậy là các bạn đã đăng ký thành công cái email của các bạn. Exchange này, transfer này, exchange này. Đợi mình tí để mình cũng chưa dùng cái câu này lần nào các bạn ạ. À, nó cho các bạn là connect với lại các tài khoản sàn giao dịch luôn, chẳng hạn như là sàn Binance với lại sàn Coinbase. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn mọi người, đó là swap. Thì đầu tiên đó là Bright tài sản từ trên ví MetaMask sang mạng lưới Starknet. Thì các bạn chỉ cần là connect các bạn trên ví, các bạn muốn Bright từ mạng lưới nào trên ví MetaMask thì ở phần from này các bạn chọn cho mình cái mạng lưới đó nha. Chẳng hạn ví dụ các bạn muốn chọn là mạng lưới đó là BSC đi, hoặc là mạng lưới Polygon, hoặc là mạng lưới Optimism thì các bạn chọn. Hiện tại nó hỗ trợ cũng khá là nhiều mạng lưới, đó là như chẳng hạn như là Solana luôn này nhá. Các mạng lưới là Polygon với KVM luôn, Arbitrum Nova này. Thì ở đây mình sẽ lấy ví dụ đó là các bạn có thể là chuyển đổi từ mạng lưới là BNB Chain đi. Có Arbitrum luôn nha các bạn. Đấy. Ví dụ là BNB Chain đi nha. Còn ở dưới thì các bạn chọn cho mình đó là Starknet nha. Các bạn chọn cho mình đó là Starknet. Các bạn chọn nhận lại ở bên ETH, ở bên mạng lưới Starknet đấy. Và các bạn lưu ý này, tối thiểu nha, cái cây cầu này này, tối thiểu các bạn deposit sang Starknet đó là 0,0024 ETH và tối đa là 0,5 ETH nha. Tối thiểu là 0,0024 ETH và tối đa là 0,5 ETH đấy. Thì ở đây thì mình sẽ lấy ví dụ đó là tối thiểu là 0,0024 đi nha. Đấy. Ồ, nó trừ khá là nhiều phí các bạn ạ. Và khi mà các bạn buy, các bạn lưu ý này, khi mà các bạn buy thì đâu đó thì nó có cũng có lưu ý này, tắc nghẽn do mạng Starknet đang bị nghẽn. Nhiều khi nó bị nghẽn á, thì giao dịch của các bạn thì sau khi các bạn xác nhận giao dịch xong á, thì các bạn có thể là mất đến 1 giờ để các bạn nhận lại ETH ở trên mạng lưới Starknet nha. Còn nếu mà nó không bị nghẽn, còn nếu mà mạng Starknet nó không bị nghẽn á, thì các bạn có thể là các bạn nhận lại ETH ở bên mạng lưới Starknet đâu đó khoảng là 1 đến 2 phút thôi, cũng khá là nhanh nha. Thì đối với thì 0,0024 này nè, thì khi mà các bạn buy xong á thì phí nó hết, nó mất một nửa nha các bạn. Các bạn có thể là xem cái phí này, các bạn điền lại số lượng xong á và các bạn xem cái phần phí này mà các bạn phải trả này. Đấy. Thì đối với là các bạn đối với min đây 0,0024 đi, thì cái phí của các bạn phải trả là 0,0001152 ETH và các bạn chỉ cần nhận lại thôi. Các bạn nhận lại được cái số lượng như đây này, đấy nha. Đấy. Khi mà các bạn buy là 0,0024 thì các bạn chỉ nhận lại được ở bên mạng lưới Starknet đó là 0,0001248 thôi nha, và các bạn có thể là trừ cái phí dưới đây. Đó. Ok, thì cái phí này là phí mặc định rồi các bạn nha, cái phí mặc định rồi. Đấy, thì các bạn nha, các bạn buy thì các bạn điền lại số lượng các bạn muốn buy thôi. Đấy, cho các bạn nào muốn sử dụng cây cầu này. Thì sau khi các bạn điền lại số lượng xong và các bạn lưu ý này, ở phần to Starknet address này thì các bạn nhớ là nha, các bạn kết mở cái ví Argonaut của các bạn ra. Các bạn copy lại cái địa chỉ ví Argonaut trên mạng lưới Starknet rồi các bạn dán vào cái ô này. Nha, các bạn dán vào cái ô này giúp mình. Đấy. Rồi các bạn chọn cái địa chỉ ví của bạn, nhấn vào chọn này. Đấy, sau đó thì ở đây chúng ta sẽ gửi ETH sang cái địa chỉ ví của ta ở bên mạng lưới Starknet.
Đấy, chọn như vậy. Sau đó thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút là swap này nha. Sau đó các bạn nhấn vào nút là swap now. Và sau đó thì các bạn tiếp tục nhấn vào nút là continue nha. Các bạn nhấn vào nút là continue. Confirm chứ. Đấy. Và sau đó thì nó sẽ cho các bạn một cái địa chỉ ví nha. Thì đây là cái địa chỉ ví trung gian của layer swap thôi. Đấy. Và sau đó thì các bạn gửi giúp mình nha, các bạn gửi. Thì ở đây mình ví dụ thôi. Ở đây ví dụ này, mình sẽ lấy ví dụ lại này, mình chuyển từ BNB chain sang mạng lưới Starknet và chuyển là ETH hay là USDC, đó tùy các bạn thôi. Nha. Đấy. Thì chuyển ETH thì các bạn chọn là ETH thôi. Thì các bạn có thể là sử dụng ETH của mạng lưới Binance Smart Chain. Rồi các bạn điền lại số lượng thôi. ETH thì đối với bên BSC á, các bạn lưu ý này, bên BSC thì để có ETH á, thì các bạn có thể là sử dụng BNB, các bạn swap sang, các bạn có thể là lên là Bankake swap nha. Các bạn có thể là lên Bankake swap, các bạn swap sang là ETH. Đấy. Đây này, các bạn lên các bạn search ETH thì nó ra thôi. Nha, đây cái đồng Ethereum token này. Đấy, các bạn buy sang, các bạn swap sang ETH. Thì sau khi các bạn đã có ETH ở trên mạng lưới BSC rồi ấy, thì các bạn quay trở lại với cái cầu layer swap này. Các bạn điền lại số lượng ETH mà các bạn muốn buy thôi. Thì sau đó thì các bạn nha. Rồi các bạn lưu ý là cái địa chỉ ví Starknet của các bạn muốn nhận này, thì các bạn nhớ copy lại đúng cái địa chỉ ví trên ví Arginate này. Các bạn dán vào đây. Đấy, rồi chọn là select này. Đấy, này nha. Rồi các bạn nhấn nút swap now. Cái hồi nãy mình còn cái lệnh. sau khi các bạn nhấn nút swap now xong thì nó sẽ cho các bạn cái địa chỉ ví, đó là ở cái dòng đó là deposit address. Thì đây là cái địa chỉ ví của trung gian của cái giao thức layer swap thôi. Thì sau đó thì các bạn gửi amount này, hồi nãy các bạn buy bao nhiêu á, ETH á, số lượng các bạn buy ETH bao nhiêu. Thì bây giờ các bạn chỉ cần là gửi cái số lượng các bạn vào cái ví MetaMask của các bạn nha. Các bạn vào cái ví MetaMask của các bạn ở trên mạng lưới Binance Smart Chain. Các bạn vào ra mạng nào thì các bạn nhớ gửi cái mạng đó nha. Đấy. Rồi sau đó thì trên bay các bạn copy lại cái địa chỉ ví này thôi. Các bạn copy lại này. Rồi các bạn gửi ETH từ mạng lưới Binance Smart Chain. Gửi này. Nha. Rồi các bạn dán cái địa chỉ ví trung gian của cái layer swap vào đây thôi. Rồi các bạn chọn cho mình đó là ETH nha. Các bạn chọn cho mình đó là ETH nha. Các bạn chọn ETH rồi các bạn gửi thôi. Gửi là số lượng bao nhiêu thì các bạn gửi bấy nhiêu nha. Ví dụ ở đây mình deposit qua Starknet là 0.0024 ETH. Thì các bạn gửi đến cái địa chỉ ví của nó cũng là 0.0024 ETH nha các bạn gửi đến. Đấy. Thì sau khi các bạn gửi xong thì các bạn đợi thôi. Nha, các bạn đợi thôi. Nó sẽ send qua cho các bạn. Đấy. Thì các bạn đợi đâu đó khoảng 1-2 phút nha. Thì nó sẽ send qua cho các bạn thôi. Hoặc là các bạn có thể là sử dụng Arbitrum thì cũng tương tự thôi nha. Thì MinMask nó cũng tương tự thôi. Đó, Starknet thì các bạn cũng điền lại cái địa chỉ ví Starknet của các bạn thôi. Đấy, chọn này. Rồi các bạn nhấn nút Swap Now. Đấy. Rồi thì sau đó thì các bạn nhấn nút là Confirm. Đấy, thì nó sẽ cho các bạn một cái địa chỉ ví trung gian trên mạng lưới Arbitrum. Đấy, rồi các bạn copy lại cái địa chỉ ví trung gian của cái layer swap thôi. Sau đó thì trên ví MetaMask của các bạn gửi ETH, các bạn chuyển đổi sang mạng lưới Arbitrum. Rồi các bạn gửi số lượng ETH mà nó yêu cầu mà các bạn đã swap này, các bạn swap số lượng bao nhiêu thì các bạn điền lại số lượng bấy nhiêu thôi nha. Ví dụ 0.0025 đi thì các bạn điền lại là 0.0025 rồi các bạn gửi đến cái địa chỉ ví của họ thôi. Đấy, sau khi gửi xong thì các bạn quay sau khi các bạn gửi xong thì các bạn đợi thôi nha. Đấy, thì sau khi các bạn gửi xong thì các bạn vào đây các bạn nhấn nút là send wallet thôi. Còn ví dụ các bạn muốn sử dụng cái cầu này rút từ sàn giao dịch thì ở đây thì các bạn deposit qua Starknet thì ở trên forum này nè.
Ví dụ các bạn muốn rút từ sàn Binance đi nhá, thì các bạn chọn cho mình đó là sàn Binance. Đấy, ở trên là chọn Binance. Còn ở dưới thì các bạn chọn cho mình đó là Starknet. Đấy, các bạn muốn rút ETH từ sàn giao dịch là Binance thì sẽ về cái địa chỉ ví Arginate bên mạng lưới Starknet cho các bạn. Thì các bạn ở trên là chọn Binance, ở dưới thì các bạn chọn cho mình đó là Starknet. Hoặc là các bạn muốn sử dụng các sàn khác, chẳng hạn như là sàn Coinbase hoặc là ở sàn KuCoin thì các bạn chọn là KuCoin thôi nhé. Hoặc là sàn Huobi thì các bạn chọn Huobi thôi. Hoặc là sàn Gate hoặc là sàn MSC thì các bạn chọn thôi. Thì ở đây mình sẽ lấy ví dụ là sàn Binance thì mình sẽ chọn Binance. Còn tôi đến là cái địa chỉ ví là Starknet của mình. Thì ở đây các bạn muốn tối thiểu đó là 0,0025 đi. Đó, thì các bạn điền lại số lượng. Sau đó các bạn copy lại cái địa chỉ ví Starknet của các bạn trên ví Arginate. Các bạn dán vào đây thôi. Rồi các bạn select thôi, chọn này. Rồi sau đó thì các bạn nhấn nút là swap now. Swap now xong á thì các bạn nó sẽ hiện thị ra như thế này, đó là từ Binance về cái địa chỉ ví Starknet của các bạn. Rồi các bạn chỉ cần nhấn nút confirm thôi. Đấy. Thì ở đây nó sẽ cho các bạn chọn các mạng lưới từ sàn Binance luôn nha. Nó sẽ cho các bạn đó là chọn các mạng lưới từ sàn Binance luôn. Thì ở đây thì các bạn chỉ cần là vào sàn Binance thôi. Đấy. Thì các bạn có thể là sàn vào sàn Binance của các bạn nha. Các bạn mua XETH rồi sau đó các bạn rút về. Thì các bạn nhớ chọn cho đúng mạng lưới nha. Thì trên sàn Binance của các bạn muốn rút về mạng nào thì ở trên đây thì các bạn chuyển sang cái mạng lưới đó cho chính xác nha. Ví dụ các bạn muốn rút ETH về trên sàn Binance đó là mạng lưới Arbitrum đi, thì các bạn chọn cho mình đó là Arbitrum nha. Đấy. Thì các bạn copy lại cái địa chỉ ví này, địa chỉ ví trung gian của họ này. Thì sau đó các bạn vào sàn Binance của các bạn rút ETH về mạng lưới Arbitrum, các bạn dán cái địa chỉ ví của họ vào đây, các bạn rút về cái địa chỉ ví này ở trên mạng lưới Arbitrum. Đấy, hoặc là các bạn muốn rút về cái mạng lưới BNB thì các bạn chọn cho mình nữa là BNB, thì cũng tương tự như là trên sàn Binance, các bạn rút ETH về cái địa chỉ ví này ở mạng lưới BNB Chain, mạng lưới BSC nha các bạn nha. Đấy. Thì sau khi các bạn thực hiện rút ở trên sàn Binance xong thì các bạn quay trở lại với cái sàn giao dịch này. Các bạn nhấn vào nút là IDIS nha, các bạn nhấn nút là IDIS, có nghĩa là các bạn đã hoàn thành gửi cho cái địa chỉ ví này rồi. Sau đó các bạn đợi thôi. Thì sau khi các bạn đợi xong thì các bạn đợi một lúc thì nó sẽ tự động, cái sàn này nó sẽ tự động gửi cái ETH về cái địa chỉ ví Arginate của các bạn thôi nha. Thì cây cầu này cũng khá là ổn đấy các bạn nha, cây cầu này cũng khá là ổn đấy. Tuy nhiên thì cái phí thì 0,01 thì mình thấy nó cũng khá là đắt, chứ không phải rẻ đâu các bạn. Để mình xem thử cái phí mặc định của nó là 0,001 ETH rồi. Để mình xem 0,001. À, 0,01 đâu đó khoảng là 1,8 đô, gần 2 đô thôi các bạn. Khá là rẻ hơn mấy cây cầu khác rồi các bạn ơi. Nha. Đó, đâu đó khoảng gần 2 đô ấy. 1,1. Đâu đó khoảng gần 2 đô nha. 2 đô, 2 đô mấy gì đó. Phí cũng khá là rẻ thôi. Nó rẻ hơn mấy sàn khác khi mà các bạn sử dụng là cái cầu layer swap này. Đó, thì còn các bạn muốn rút ETH từ Starknet lại về lại sàn ấy thì các bạn có thể là chọn và lại thôi. Các bạn cũng có thể là sử dụng cây cầu này nha. Hình như là hiện tại cây cầu này nó cho rút không ta? Starknet. À, hiện tại thì nó không cho là gửi các bạn ạ. Chỉ deposit thôi. Hiện tại Starknet nó chỉ cho deposit vào thôi, các cây cầu nó không cho chúng ta rút. Thì hiện tại một cây cầu nó chỉ cho các bạn rút, đó là cây cầu Orbiter thôi, với lại là cây cầu chính thôi nhé. Đấy, cây cầu Orbiter thì nó hỗ trợ khá là nhiều mạng lưới về layer 2, còn cây cầu chính thì nó chỉ hỗ trợ là ETH thôi, ETH Ethereum đó các bạn. Đấy, thì các bạn có thể là sử dụng nha. Đấy, rất khá là rẻ thôi. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn mọi người đó là cách buy tài sản từ các chuỗi ELM và từ sàn giao dịch qua cái mạng lưới Starknet thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn gặp bạn ở video tiếp theo.